Ok, xin chào các bạn. Rất vui khi các bạn quay trở lại và xem những video giới thiệu xe của mình. Buổi trưa này hay nắng các bạn. Đây, chúc mừng các bạn, đây là dòng xe tải ZN200 của hãng ZN Motor Việt Nam lắp ráp rồi các bạn. Đây, ZN200 phiên bản thùng kính. Và tải của nó là 1 tấn 9 nha các bạn, 1 tấn 9. Tổng tải của nó là sẽ dưới 5 tấn để các bạn mà đi vào thành phố đó. ZN200 thùng kính, động cơ Cummins, phiên bản mới nhất đời 2022 nha các bạn. Đây. Xe rất là đẹp. Thì cái series này thì nó có phiên bản 3 tấn rưỡi và 1 tấn 9 nha các bạn, nâng tải hạ tải xe như nhau ha. Các bạn có thể tùy chọn cái phiên bản tải trọng nào để các bạn đi cho nó hợp lý ha. Và nó có hai phiên bản thùng, đó là thùng bạc và thùng kính. Thì hai giá khác nhau nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là dòng N200 tải 1 tấn 9 thùng kính. Cái màu tiêu chuẩn là màu trắng. Thì hiện tại xe này chỉ có 3 màu, màu trắng sữa, màu xanh với lại màu bạc. Màu bạc nó giống như con 6 tấn rưỡi bên đây ha. Đây, hiện tại xe này đang có chương trình khuyến mãi và giá niêm yết của nó là 453 triệu luôn nha các bạn. 453 triệu, chương trình khuyến mãi 15 triệu giảm trực tiếp vào giá xe. Thì các bạn mua chiếc này hiện tại bây giờ đó chỉ có 438 triệu là chi phí giá cho chưa bao gồm giấy tờ nha các bạn. Rồi. Còn các bạn nếu mà có mua về đâu, mua về Tiền Giang, Long An, Sài Gòn, Bình Dương hay đâu á, các bạn vui lòng cho mình biết để mà mình làm một cái báo giá chi tiết rồi gửi cho các bạn xem nha. Đây, còn hiện tại giá trên video là chưa giấy tờ các bạn. Và phiên bản thùng kính, thùng bạc thì chắc chắn nó giá nó sẽ rẻ hơn các bạn. Đó. Còn 3 tấn rưỡi thì nó cũng hình dáng kiểu dáng này cũng giống như thế này các bạn. Đây. Chiếc này nếu mà các bạn mua về kinh doanh vận tải hoặc là chở hàng hóa gia đình, nguồn thu ok, các bạn sẽ vay được khoảng 80% giá trị xe, năm nay là khoảng 350 triệu đó. Đó. 350 triệu thì các bạn trừ ra các bạn trả trước tầm khoảng có trên dưới 100 đó các bạn. Đó. Bỏ ra 100 triệu lấy xe này về kinh doanh là quá ngon nha các bạn. Đây. Đó. Thì các bạn mua trả góp thì bắt buộc phải mua cái phần bảo hiểm thân vỏ 2 triệu ở bên ngân hàng nha các bạn. Đó. Cái đó thì giá trị nó khoảng là 1.5% giá xuất hóa đơn. Đó, các bạn bỏ ra tầm khoảng có 101 là luôn cái phần bảo hiểm là mình phải mua rồi đó ha. Lấy chiếc này về chạy quá ngon ha. Này thích hợp các bạn chạy hàng công ty nha các bạn ha. Nội thất rất đẹp luôn. Dòng N200S nha các bạn. Nội thất rất đẹp luôn. Đây. Khi mà các bạn mua xe hiện tại ngay tại thời điểm này, nhà máy sẽ tặng cho các bạn những cái option như là camera lôi đó, và sẽ giảm giá cho các bạn 15 triệu ha. Đây, đây là phiên bản 3 chỗ ngồi nha các bạn. Đây, 3 chỗ ngồi ra giấy tờ đăng ký đăng kiểm luôn nha. Đó, sẽ quay cái nội thất bên trong cho các bạn xem nha. Đây, rất đẹp luôn. Rồi, xe của chúng ta đời 2022 này sẽ có là những cái phím ở đây ha. Rồi sang sang xíu là rút control đấy. Chìa khóa của nó đây các bạn ha. Đó, chìa khóa là chìa khóa điện hai chìa luôn. Xe có máy lạnh đầy đủ các bạn ha. Đó, mở lên cho các bạn xem nè, màn hình nè. Đó, quá đã luôn chưa. Đó, xe rộng rãi, thoải mái, đầu cabin vuông cao, y chang Isuzu. Isuzu mình thấy là không ngon như vậy luôn các bạn. Isuzu được cái máy nha các bạn. Đây, cái động cơ của chiếc này xài là cái động cơ Cummins ha. Đây, mình sẽ nổ máy cho các bạn coi thử nha. Rất là êm luôn, mình bật máy lạnh lên nè. Đó. Đó. Quá phê. Đó, các bạn thấy kính chỉnh điện rồi ha, tay nắm cửa rồi nhìn chắc chắn ngon lành ha các bạn ha. Đó. Đó. Cách âm tốt các bạn ha. Đó. Dòng N200 này là phiên bản cao cấp nhất của cái hãng ZN. Thì các bạn mua cái dòng này các bạn sẽ được bảo hành lên tới là 5 năm trên 150.000 km đầu tiên ha các bạn ha. Và được tặng thêm một cái gói thay nhớt, thay dầu lọc nhớt miễn phí lần đầu nha các bạn. Đó. Các bạn đưa xe vô lần đầu rồi chứ còn đưa vô thay không có tính tiền nha. Đó, cabin rất rộng, rất ngon ha. Đó, trên này có cái hộp đầy đồ nữa nè. Quá VIP luôn. Nếu mà mình có tiền tầm khoảng trăm mấy là mình chắc chắn sẽ lấy chiếc này về chạy hàng công ty. Đó, tay lái trợ lực nha các bạn. Đó, rất nhẹ, rất đẹp luôn nha. Phê. Nói chung là xe Trung Quốc là mình ưng nhất là cái dòng
N-Series này ha. Nó N-Series là bao gồm 3 tấn rưỡi lại tấn chính. Đó. Bảo hành cao, chất lượng xe ngon, chạy ổn, máy êm. Đó. Rất đã luôn. Phê. Ngon hơn những cái dòng YZ 65 rồi ha. Đây, dậm ga thử các bạn. Tay lái rất nhẹ luôn ha. Đó. Mình sẽ tắt máy, mình sẽ xuống mình quay cái thùng xe cho các bạn xem. Đây, mình sẽ xuống rồi mình dỡ cái thùng xe cho các bạn xem. Đây, cái thùng của xe này là thùng kính inox 3 lớp nha các bạn ha. Đó, vách ngoài là vách inox dập sóng. Còn ở trong là mút sốt để tuôn kẽm ha các bạn ha. Đó. Thùng đóng rất là đẹp luôn. Đây các bạn có thể thấy. Đó, đằng xa xa đó là cái cửa hông đó các bạn. Đó, có cửa hông để các bạn lên xuống hàng ở trong thành phố thì nó dễ dàng. Đó, thì kích thước của cái thùng này là chiều dài là 4m380 ha. Bề ngang là 1m840, còn bề cao là 1m880 các bạn ha. Đó. 4m380 chiều dài rất là ngon luôn. Đó. Bạn mua về thoải mái chở hàng luôn các bạn. Đó. Đây, khu vực bên hông thùng dầu của nó đây ha. Đây, bánh trái rồi đây ha. Đó. Đó. Phía sau nó có trang bị thùng đồ nghề đồ đầy đủ ha các bạn ha. Đó. Khung gầm rồi đó đây ha. Đó. Đây, bình dầu các bạn ha. Đó. Khu vực chassis đi. Thì toàn bộ những cái dòng xe dắt hiện nay là toàn bộ là chassis nó có nói là dập nguội hết đó các bạn ha. Dập nguội là 6.000 tấn gì đó. Đây, khu vực hộp số đây các bạn ha. Đó. Động cơ này là động cơ Cummins 2.8 nha các bạn. Cummins. Công nghệ là của Mỹ. Đây là phần bên hông, bên phụ nha. Bên hông này thì có một cái khu vực bình ắc quy. Bô xe. Chassis. Đó. Cái cửa hông đây nè các bạn ha. Rất là thuận tiện cho các bạn lên xuống hàng. Đây. Cái kiến của cái đời này làm rất là bự luôn. Đó. Đây. Kiến làm rất bự, rất đã luôn, nhìn phê luôn. Đó. Nghe các bạn thấy không? Xe rất ngồi ngon luôn. Giá chỉ có 400 mấy. Tại điểm hiện tại nếu các bạn mua lăn bánh tầm khoảng 400 rưỡi ha. Còn các bạn về tỉnh nào thì hãy cho mình biết để mà mình tư vấn kỹ hơn ha, sâu xa hơn cho các bạn nha. Đó, ok. Video tới đây các bạn coi cũng hơi bị dài rồi. Mình xin phép bấm máy dừng. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.